nhưng toàn cho chúng tôi biết ông chỉ bị trúng một cú đá vào bụng sau khi các cầu thủ Vĩnh Long xúm quanh ông. Ngay chiều hôm nay, hội đồng hướng dẫn tới vụ xô xát này. Phút thứ 93, nghĩa là đang trong thời gian đá bù giờ và tỷ số lúc đó đang là 1-1. Thủ môn Ngô Hoàng Kiệt của Vĩnh Long đã phạm lỗi thua bạo với tiền đạo Trịnh Tấn Thành của Đồng Tháp trong vòng cấm. Trọng tài Trương Thế Toàn chỉ vào chấm phạt đền. Thế nhưng ngay lập tức, như chúng ta thấy rõ, một số cầu thủ Vĩnh Long đã lao vào trọng tài Toàn và hành hung vị trọng tài này. Một số người khác cũng đã lao vào sân rượt đuổi đánh ông Toàn. Đây là những hình ảnh mà chúng ta không thể chấp nhận được. Rất may là do có điều kiện thể lực tốt, trọng tài Toàn đã chạy được và không bị thương nặng. Nhưng toàn cho chúng tôi biết, ông chỉ bị trúng một cú đá vào bụng sau khi các cầu thủ Vĩnh Long xúm quanh ông. Ngay chiều hôm nay, hội đồng trọng tài đã xem lại băng ghi hình và kết luận rằng quyết định phạt 11m đối Vĩnh Long của trọng tài Toàn là hoàn toàn chính xác. Tiếp sau khi bị giật đánh, trọng tài Toàn cùng các giám sát đã yêu cầu hai đội tiếp tục thi đấu, nhưng phía đội Vĩnh Long đã không chấp hành và đây được coi là tương đương như một hành động bỏ cuộc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phạm Hoàng Công Khanh. Như vậy là có thẻ đỏ dành cho Văn Quyết. Các cầu thủ Hà Nội T&T đã vây lấy trọng tài, cho rằng các cầu thủ Khánh Hòa đã chạm tay trong vòng cấm. Sau đó thì ông Hoàng Phạm Công Khanh đã rút thẻ đỏ dành cho Văn Quyết. Thẻ đỏ dành cho Văn Quyết là xứng đáng. Mời các bạn xem lại pha va chạm giữa tình huống đá phạt này của các cầu thủ SCB Đà Nẵng có lẽ cũng sẽ là tình huống cuối cùng trong hiệp đấu đầu tiên. Ông Nguyễn Văn Kiên đang bị các cầu thủ xi măng Xuân Thành Sài Gòn phản đối rất quyết liệt. Đó là một thẻ đỏ. Đoàn Việt Cường đã không giữ nổi sự bình tĩnh sau khi bị trọng tài Nguyễn Văn Kiên rút thẻ đỏ. Như vậy lại một trận đấu nữa với sự điều khiển của ông Nguyễn Văn Kiên có những phản ứng gay gắt từ phía các cầu thủ. Và cả hai trận đấu đó thì những quyết định mà ông Nguyễn Văn Kiên đưa ra đều đang có lợi cho các đội chủ nhà. Các đội chủ nhà Hà Nội TNT và SCB Đà Nẵng, những đội bóng có thể coi là anh em của nhau tại V-League. Đoàn Việt Cường đã bị chốt quyền thi đấu và giờ đây thì xi măng Xuân Thành Sài Gòn chỉ còn chơi với 10 người. Và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng được mời lên khán đài. Phản ứng rất dữ dội. Một chiếc thẻ đỏ cho Thành Lương. Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo. Và đó là sự căng thẳng và kịch tính. Đó là những gì mà người ta đã thấy từ đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Kiên nhẫn chờ đợi Gheo Vane tranh chấp giành lại quyền kiểm soát bóng. Sau đó từ điểm giống như ở pha bóng đã dẫn tới bàn thắng mở tỷ số ở giai đoạn lượt đi.
Gio Vane ghi tên mình trên bảng tỷ số. Đã có những phản ứng từ các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hà Nội với trọng tài Nguyễn Đình Thái. Một loạt những tình huống mà họ đã làm cho trận đấu trở nên nóng hơn. Nhưng đó là điều không cần thiết, cần phải tập trung vào trận đấu của mình. Đúng với nghĩa của một trận chung kết. Rất căng thẳng và hồi hộp. Đánh đầu và bàn thắng đã được ghi. Người ghi bàn đó là Trịnh Văn Lợi. Tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 6. Một pha bật cao đánh đầu của Trịnh Văn Lợi. Tưởng chừng như Thành phố Hồ Chí Minh đã có một chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Là một chiến thắng trên sân khách, nhưng cho đến thời điểm này Đông Á Thanh Hóa đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Đúng là một pha bật cao đánh đầu rất tốt của Trịnh Văn Lợi sau tình huống đá phạt của Lê Phạm Thanh Long. 1-0, rất tiếc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã không bảo toàn được tỷ số. 1-0, rất hấp dẫn. Bàn thắng ở ghi được phút bù giờ thứ 6. Phần mặt thất vọng của huấn luyện viên Bôn Kinh, tưởng chừng như đội bóng của ông đã có 3 điểm. Nhưng một quả đá phạt của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa, ngay lập tức họ đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Và đến thời điểm này, trọng tài Nguyễn Đức Duẩn đã thổi còi kết thúc trận đấu. 90 phút trên sân Thanh Hóa trong cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn khán giả truyền thân mến, như vậy là trận đấu vẫn chưa thể thiếu đi những tình huống đáng chú ý. Sau khi thổi còi kết thúc cuộc đối đầu trên sân Thanh Hóa thì trọng tài đã tiếp tục phải rút ra một chiếc thẻ vàng thứ hai cho trợ lý của huấn luyện viên Alexander Polkin. Trước đó thì vị trợ lý này đã phải nhận một chiếc thẻ vàng của Petrovic, hướng đến những mục tiêu của mình. Như vậy là trợ lý huấn luyện viên bên phía ban huấn luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Trên đường pitch thì đã có huấn luyện viên Alexander Polkin, và vị trợ lý huấn luyện viên này là một sự xuất hiện không đúng luật khi thường xuyên lao ra đường pitch và hỗ trợ chỉ đạo. Dù cho trận đấu đã khép lại nhưng việc vào sân để phản đối có lẽ là quyết định bù giờ quá nhiều của trọng tài chính ông Nguyễn Viết Duẩn đã khiến cho ban huấn luyện của đội khách đã không còn giữ được sự bình tĩnh.